Em Tiến Anh Minh xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Hôm nay em với nắng tốt trời, em với mình sẽ video lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Thì cái ao này bữa nó bị ra nó tắt thử luôn. Đem hai cái được. Bữa nó bị cái nó nước nó trong dắt à. Là bên này đây nè. Đồ. Này cái nó quậy lại. Còn nó không nhảy đây ta. Này sáu mà cô chú chị mà nó bị gan rồi. Này bữa nó bị gan em cắt thử bữa nó clip trước đó. Hôm nay cái nó thấy nó quậy lại nước lại thấy cũng bà đảo này cô chú chị. Nhưng mà chưa đâu, em chưa có ăn đâu. Cắt đi dài dài. Cũng được nè, nó đang bữa nó bị gan mà bữa nó mưa bữa bị bão á, nó bị gan nó xuống rồi đây. Thì bữa dài cắt cử rồi điều được điều trị nữa nè, đi đây là sao kìa, mấy bữa nay nó bị cái này là đâu chứ ăn hả Tiến? Cái này hoàng kim của chú kia mình á. Cô chú anh chị nè. Trời ơi. Chảy luôn trời. Chắc trong tuần này có xử hả? Cuối tuần này em bán quá, không bán được nên em sang ao bên kia qua. Ao kia nó đục quá. Sang qua lặng làm tiếp mẻ nữa. Để cuối tuần này thì em sẽ bán cái ao này để em làm nước em sang cái ao bên kia qua. Sang ao kia nó đổi môi trường đục quá nó chậm đấy của chú chị. Này đã cho chú chị rồi. Em sang qua cái ao bên kia qua đây chắc em sang qua rồi ao kia chắc em cứ xử lý em thả là cái bút mới. Cái ao bên này nó đỡ đục hơn ao bển nó đục quá. Chín người ở nhà tôi cũng như mình đục lắm. Này điều ghê chưa? Hôm nay rút ghim nữa. Môi trường nào nói chung cũng còn xuất sắc để em sang qua là xử lý cái ao nước này là thả lại luôn hả Tiến? Đó giờ nó ít có đục lắm, nó không có đục, nó cũng cùng chung một đá đất giống nhau mà ao bên đây nó không đục mà ao bên đây nó lại đục. Nước nó đục quá đục ha. Đó thì chắc cuối tuần này em bán bên đó, thun bên đó em xử lý nước lại, dịch vụ xử lý lại em sang, em để cái nó cũ đó em sang bên đây qua luôn.
anh đi lên kia view lại, lên cái ao S6 view lại cho cô chú cho mình xem, mình view từ đây tới sang cho nó cô chú cho mình xem á, cho nó chính xác hơn như vậy đó, khi mình sang qua thì cô chú anh chị mình để ý nó phát triển như thế nào, cho mình chuyển giai đoạn rồi nó có tốt hơn không cô chú anh chị mình ha. Ao này theo anh dặn anh Út có bữa nào chợ ngon ngon cũng hốt luôn cũng được. Tại vì ao bên đây nó đục với cô chú anh chị mình chứ nó ăn ăn không linh thức chứ tôm nó vẫn dày lắm cô chú anh chị mình, tại nó đục rồi mình biết rồi. Nó càng ngày càng đục luôn, nó cũng không hết nổi. Thay xong rồi vài bữa sau là nó cũng đục lại. Thì mỗi lần mình thay nước nhiều thì nó tốn kém đồ dữ lắm cô chú anh chị mình. Thì mình sang qua bển hay hơn, bển tại bển nào bển nó không đục á. Ở bển nó cũng đáy đất mà nó không đục. Nó ăn thì bóng ngá của chú anh chị mình. Sung lắm. Cái này nó còn 200 con ngoài á cô chú anh chị mình. 40 à 50 ngày rồi. Mấy anh thả lượt em mẹ này mà mấy anh nào anh không đục có về trăm con hết trơn. Ăn sạch bóng ngá của chú mấy mê không? Này sang rồi bánh sung lắm. Sang qua bên môi trường mới nó lọt có tuột liền à. Cơm này sang lẹ mà, mấy kêu cào sang cũng được. Dạ à, rồi thôi để lên chợ view lại cái ao hoàng kim lại cho cô chú chị mình xem cái em sẽ kết thúc video thì để cái bữa sang rồi đó thì em sẽ view cho cô chú anh chị mình xem ha, và tới bữa thu cái ao bển rồi đó em sẽ view lên cho cô chú anh chị mình xem coi nó được bao nhiêu con mới quay về thức có nè. Cái này sang qua đúng rồi. Nước này nó lỏng vô xi rồi vẫn tươi đẹp bình thường mà nó đục quá. Giờ nó đục cái này á pH nó thất thường lắm cô chú anh chị mình. Nên tôm nó dễ mệt tôm lắm, pH nó thất thường lắm. Tại vì có khi sáng á, mình đo tỷ lệ pH nó đủ vậy với chiều là nó lại thấp. Nó chiều nó thấp thì mình nếu mà không phát hiện mình không bổ sung mình không nâng pH lại á, thì vô qua đêm á, tôm nó quậy dữ lên nữa. Sáng em đánh nó xuống hết một ao bao vô nóng rồi nè, em mới ngâm lại bao nữa nè, chút xíu em đánh nữa nè. Nó đục rồi, mát nó thấp. Em ngâm lại bao vô nóng em để sẵn vậy đó, nếu mà tại vì em đánh em ngâm cho nó trong vậy, đánh xuống cho nó đỡ đục hơn cô chú anh chị mình. Thì em sẽ đánh cái nước trong thôi, cái bọt em sẽ bỏ lại. Thì nếu mà 2-3 giờ chiều á, em sẽ kiểm tra pH lại, nếu mà nó ổn á, thì thôi thì nó nằm thấp á, thì em sẽ đánh luôn cái thùng nó xuống luôn, còn nó không thấp thì em để tối em đánh. Em xử lý nước nổi mà cái nước em siphon ở đây, nước bên đây vẫn đẹp, chất men nó qua nó vẫn còn. Bên đây ăn máy mà ngay gỗ máy nó vẫn không đục các cô chim mà nó rất là đẹp. Bên đây cái môi trường đáy đây sao nó không đục mà bữa nó đục. Đây nuôi nhiều mẻ rồi, mẻ nông vậy tôi nông này về sẽ lớn là nó không có đục, mà cái ông bển về ra giữa là đục. Đục tới lớn luôn, nếu không sang đục tới lớn luôn. Mày chưa? Nước mà nó đục quá mình không có bao giờ nuôi gì xây lớn được cô chú chị mình, khó rất là khó luôn. Đã gì đâu, tôm còn nhéo à một lúc. Tôm lớn mà nước nó sạch vậy, môi trường nó sạch vậy thì nói chung nó sung tôm nó ngon lắm.
Giờ thôi chắc em với anh Minh sẽ dừng clip tại đây, chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, thì vài bữa nữa em sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Xem và thấy thương yêu mến anh em mình, nhớ ủng hộ đăng ký và cho mình một like cho chú anh chị mình để tăng thêm động lực cho anh em mình nhiều hơn nha. Ăn không có bậm kiến thức luôn. Dạ giờ thôi, em Tiến anh Minh xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Hẹn gặp lại vài ngày nữa em sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Chạy tới giai đoạn thu đâu này và sang đâu kia qua rồi đó, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Dạ bye bye. Dạ tạm biệt. Bên đây nó đục quá, nó chậm lớn, quá chậm. Nó đục quá rồi. 50 ngày hơn 50 ngày rồi nó còn nữa xíu rồi. Được mày, được. Tại đâu? Đục quá đục. Nó có đục quá. Cái giờ này mà nó đỏ chân cho nó thì nó chạy. Đục quá cái nó chậm lớn. Xem vô bển thì nó sẽ tốt hơn. Thì khoảng 10 ngày nữa là tụi em 10 ngày khoảng 10 ngày nữa là có sang hả tí ha. Thì cuối tuần này em thu làm nước chắc trong vòng chừng 3 4 ngày em sang ạ. Tại nước đó nó chuẩn sẵn rồi. Mình chỉ diệt khuẩn với lại mình tính là đột quá tôm ăn cũng không có lên sức từ nổi từ chương trình lại nó chậm lớn sang là đúng cách rồi miếng ơi, này là sang là đúng lại này nó quá đục cái ao này nó không em nuôi thêm chút đỉnh nó cũng được, nuôi chút đỉnh nó cho nó về xe lớn bự luôn mà nó này nó đục quá rồi buộc cái thùng kia cứu này nè, bây giờ để mình neo neo lại có kia nó lớn không được bao nhiêu nữa mà nó hại chết thằng này. Cái ao trên kia thì nó bị gan, anh đang cắt cỡ anh chị nó thì để cho nó cứu được bao nhiêu phần trăm thôi chứ nó không cứu được hết 100% của chú chị mà, tại vì nó bị gan đấy. Ồ, thật đã kìa. Tôm thịt bóng rồi thôi chứ nó đục quá, nước quá đục. Bò này phải khắc phục cái này thì sang qua đúng bài rồi. Cái này nó quậy luôn, cái này mà mình thay nước cúng từ hôm nay á mà nó làm cho nó trong được vài bữa thì nó bớt vài bữa rồi tiếp tục lại nữa một chút nữa cho nên đó là tôm thấy sang nó sẽ tốt hơn. Tại vì cái thời điểm này tôm này sang cái xay này thì sang nó qua rất là ngon. Bạn cứ biết là cái môi trường mới vô cho nó không đục đó, thì tôm sẽ phát triển tốt hơn, ăn mạnh nó tốt, phát triển tốt hơn. Chứ bây giờ mình để bên đây càng ăn chặt nó càng đục nữa cô chú. Nếu mình tại vì sau khi em thu game lên lần này em sẽ đục nữa đó. Đây nó nở ra là em sẽ đục nữa. Hiện giờ thì nó chưa đến nổi nhưng mà vẫn 10 ngày nữa là thấy vậy, chứ 10 ngày nữa là có thể cạn hết luôn cô chú. Cái này cấp bộ bù được rồi, trời nắng rồi. Thì bữa đó từ hôm này sang bao này thì em sáng này em cắt cử em chài chừng 2 buổi sáng là hết rồi, chài hoặc dập là hết rồi. Chắc sợ với kêu cào kéo phụ chứ chưa kéo ông bụi kéo dập chài chài chứ dập không hết đó đâu. Mình chài bữa đầu mình chài bữa đầu bữa sau mình bữa sau kéo á, cứ để nhiều quá mình kéo cũng mệt thôi. Mình chài cái dẫn cơm ra thì nó sẽ phải chài tốc độ mình chài mình xả qua thì nó cơm khỏe, tại vì chài bên đây xả qua bên đây nó gần á, nếu nó khỏe tôm còn cào kéo có thể nó mệt hơn. Ôi đã tiếng cuối tuần này em thử này nè, ngày nay cũng bự lắm rồi, chưa có cân nổi.
40 con nổi không á? Này chắc 40 con nổi anh. Nổi chứ. Bự lắm. Thôi một cái nhắc ngon ghê. Không có nó nếu mà có 10 ngày nữa thì đến bảy bình nữa thì nó hơn 100 ngày nữa. Bữa nay là nó chín mấy ngày nè. Nay nó cũng bánh chắc hết từng này nó được nó cũng 100 ngày ạ. Còn cái ao kia thì nó bị gan em cắt cử mấy ngày nay em không có cho ăn, em chạy quạt với em đánh vôi cho nó thôi, không đánh khoáng luôn, chỉ đánh vôi thôi. Thì nay thấy nó quậy nước là cợn cợn lên rồi đó, chứ lại sáng em bỏ nó vô nhá miếng thức, thấy nó vô nhá dữ lắm của chú anh chị mình. Thì có nghĩa chắc thể chắc cứu được mà nó không biết nhiều hết thôi. Thì cái ao đó em dèo rất là dày lắm của chú anh chị mình, nếu mà nó bị thưa thì em để em nuôi bên đó luôn, em cũng đủ dư sức để nuôi bên đó của chú anh chị mình. Tại ao hổm em dính dèo cho cái ao hoàng kim nè, mà nó bị sự cố thì chắc cứu lại thì chắc đủ nuôi nó. Nay nó quậy đục rồi, nay nó quậy ngó đục nước à. Không, tối nó lên nó mới giữ, ban ngày nó ít lên, ban đêm nó đói nó lên thì lòng dữ lắm. Bị gan ấy nên là em không có cho ăn và em cũng không có đánh khoáng, anh chỉ đánh vôi thôi, em đánh em xèn vôi nóng rồi em đánh. Rồi em xả nước ra, em xả là một lỗ nước cho cạn rồi cho nó ấm cô chú anh chị mà. Em xả còn lại chắc chừng em xả còn lại chắc chừng mét à. Mét mét 2 gì đó. Xả mỗi miếng thức ăn hết thức rồi mà nó vô nè. Không, mình bỏ nó bị gan mà mình nhấp thức mà nó vô vậy tức là nó khỏe đó cô chú anh chị mình, nhưng mà từ từ nó cũng còn một số nó còn xấu lắm. Thì cái này nay gan nó có số nó lên lại, nó lên mỡ rồi lại ngó đẹp à, tắt lại. Ôm nhôm luôn, mấy ngày nay bỏ đói ôm nhôm luôn. Vậy để này để bên ao này dắt nó cứu lại rớt rồi còn lại 50% cũng được. 50% nó còn cũng trên 100 ngàn. Tại ao làm giữa em chèo tới 200 250 luôn. Nay nó quậy lại, nó cà đáy á, tức là bữa bị gan á, nó không có xuống đáy, nó lưng lên trên á, là cái nước nó trong khe à. Bữa nay thấy nó càng xuống, nó thấy nước nó cận lên nhiều. Em sẽ bỏ đói luôn. Em sẽ bỏ khi nào mà cái nước nó đục em mới cho ăn. Em bỏ đói như thế nào tôi mà nó cà đáy mạnh, nó quậy mà lên cận cáo luôn rồi, lúc đó mình mới nhấp thức chứ không cho mình đưa thuốc cho cô chú anh chị mình. Chứ bây giờ nó mới hồi phục mà mình đưa thuốc rồi mình cho ăn, mình đưa thuốc vô nó dở lắm, nó không có ăn được mạnh đó, thì nó lãng phí là nó chỉ dơ nước mình. Em để cho nó hồi phục hẳn luôn, bây giờ ví dụ như gan thì nó sẽ có vết dâm của chú anh chị mình ha, thì bỏ đấu luôn cho nó tự sinh tự diệt luôn, chứ con mạnh nó sẽ ăn luôn chết. Thì sau khi nó ăn mà hết vết á, lúc mà nó hết vết mình sẽ biết là nó không còn gan nữa, nó sẽ quậy đáy rất là dữ của chú anh chị mình. Thì lúc đó mà đưa thức chúng mình đưa thuốc mình ép cái là nó hồi phục lẹ lắm. Tại vì cái ao này hồi xưa giờ em nuôi cái tỷ lệ đục nó ít hơn ao chảnh nhiều lắm, thì nuôi về xây lớn luôn nó chả không đục, mấy vụ mẻ mẻ rồi cô chú anh chị mình thấy nó không có đục, như ao chảnh là lúc nào nó vẫn đục hết á. Với lại cái ao này á, nó bây giờ hiện bây giờ nước nó rất là tốt, tôi mình về lớn nè, nước nó rất là tốt, với cái môi trường đá nó rất là sạch, tại si phong nó rất là sạch của chú anh chị mình. Với lại hiện NO2 nó cũng rất là thấp, ao này em xử lý nợ mà ép thức hôm nay á thì NO2 đồ nói chung là nó rất là thấp luôn. Cái này thì em thu lên em xử lý em cấy cho nó dài nhịp men, thì cái này em thu khi thu lên em không có gì khuẩn mạnh đâu, để em giữ nước tốt lại á thì em đánh BKC thôi, đánh cho nó BKC đầu lượng cũng như dịch khuẩn nặng lên kỳ chút xíu, thì xong rồi em cấy men lại trong vòng khoảng 5 ngày đổ lại là em đưa tôm rồi.
này đã của chú anh chị mà. Cái này mà phải như mình không gấp sang cái kia để giữ. Cái này nếu mà em nuôi tôm này nó nhìn nó thời điểm này mà nhìn nó bóng đẹp nó chạy nó non tôm rất non luôn của chú mình. Cái này nè em già già tháng là phải 4 tháng cả 4 tháng là nó về mấy con bình thường luôn á. Nhưng mà bây giờ mình cứu ao kia thì mình buộc phải này đúng vô si tiền rồi thì buộc mình thu ao này để mình sang đằng kia qua. Này đã ghê không? Rồi này nào lấy đã ghê đó. Em ăn sáng ngày thức mà quăng ra là lụm xịt bóng giống luôn. Không có cho động một hộp luôn. Ép nó ao chển cũng vậy của chú mình. Đây cả này ăn chuẩn hết rồi. Chển là chờ em sang qua đây cho nó đổi môi trường mình đi giai đoạn luôn. Rồi cái em ương lại. Em thả lại bên đó, em thả bên đó mốt cái bên đây em lên cái em lấy mình kia qua nữa. Bên đây đi giai đoạn tôm lớn nó không có đục bằng bên kia. Bên kia nó đục dữ lắm. Cũng còn một hai con ghim ha. Bắt luôn hết luôn. Này hôm nay bắt con bọn con ghim rồi chứ. Hôm nay em đặt bắt ghim con bọn mà đều nó không hết nổi của chú anh chị mình. À bên đây đi giai đoạn tôm lớn được, nó không đục. Cỡ nó không đục. Không sang qua là ngon lắm. Là môi trường này nó đã tốt sẵn rồi đấy hả? Ừ.